Nó không phải khoe anh, em là em giỏi lắm. Nhìn là biết giỏi rồi. Cái gì em cũng biết làm hết. Giỏi lắm. Giỏi làm lắm. Em giỏi nhất là cái gì nè? Làm biến. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn. Em làm biến số 1 luôn á. Em đi làm, em có làm biến ai trả lương cho em? Nhưng mà không sao, anh dạy em là em biết làm hả? Vậy em làm được phải không? Tư duy em tốt lắm. Mặt mày sáng láng nè. Đúng đúng. Dáng dốc cao ráo nè. Hot boy sói ca. Anh cho em một công việc xứng tầm với em luôn. Sắp nhào rồi. Công việc gì anh? Đứng đường. Cái gì, tôi đang bắn tốc độ mà chạy cái gì bộ? Lẹ đi, đường còn xa lắm đó. Xa cái gì, không có sao đâu. Ôi nhanh lên. Nhanh cái gì, thầy không có la bạn đâu, tôi bảo kê rồi. Thầy la đó. Xuống xe. Sao vậy? Xuống xe, cái này mới la nè. Trời đất ơi, nãy giờ chạy mấy chục vòng mới nhớ. Vậy chưa đọc mật khẩu làm sao lên xe được? Mật khẩu gì? Phải đọc mật khẩu chứ. Học không chơi đánh gơi tụi trẻ. Chơi không học là móc bọc nghe chưa? Hay thiệt chứ. Xuất sắc luôn á. Về nhà móc bọc đi. Trời ơi, cái câu của người ta hay như vậy mà kêu móc bọc tào lao. Chứ sao? Câu đó mà cũng không biết nữa hả? Tôi biết. Ai biết vậy? Du cao. Thấy chưa? Thấy con người ta bước ra chưa? Cái gì cũng phải biết cái đó. Hay quá. Hay quá, biết đọc cho Ly nghe đi. Mà hỏi gì quên rồi. Ra làm màu cho cố vô, cuối cùng không biết gì hết. Không biết biết mà quên. Quên gì, nhắc lại cho. Bây giờ là đọc câu mật khẩu là để leo lên xe. Học không chơi đánh gơi tuổi trẻ. Chơi không học là mốt không có việc làm đó, nghe chưa? Gà làm ghê lắm, cuối cùng đọc cũng chất quốc. Vậy chứ sao? Câu người ta hay vậy mà không nhớ. Học không chơi đánh gươi tuổi trẻ. Chơi không học là bán rẻ tương lai. Thôi thì ta chọn cả hai. Vừa chơi vừa học. Tương lai huy hoàng. Xuất sắc. Lên xe, tông bà đi học. Đi. Ê Quang. Ơi kìa bạn hỡi, bạn ơi, đừng nên như vậy là sai luật rồi. Là sao? Là sao? Tống ba là chuyện không nên. Một xe hai đứa, an toàn giao thông. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà tôi đứng như vậy tự nhiên tôi mỏi mông quá. Ai da. Bây giờ mình phải làm sao? Một xe ba đứa phải đi thế nào? Bây giờ Ly bước xuống mau, để cho bạn Quý chở mình qua kia. Ừ. Lên xe đi học. Ê khoan, gì nữa? Hình như còn thiếu một người. Bạn Ly ở bển, bây giờ làm sao? Bây giờ Du bước xuống mau, để Quý vào bển chở Ly đi nào. Đi. Đi. Ê khoan. Gì nữa? Hình như còn thiếu một người. Bạn Nhu ở bển, bây giờ làm sao? Bây giờ Ly đứng nó đi, để Quý vào bển chở Nhu đi nào. Lên. Ê khoan, hình như còn thiếu một người. Bạn Ly ở bển, bây giờ làm sao? Bây giờ Nhu đứng nó đi, để Quý ở bển chở Ly đi nè. Khoan. Ly nghĩ là mình bớt tào lao, chạy qua chạy lại làm sao kịp giờ. Thôi thì Quý nghĩ thế này, hai bạn đi trước để mình ở đây. Đó, chuyện cứ như vậy là xong. Cớ sao hai bạn lòng vòng quá đi. Bực bội có như vậy thôi mà. Hả? Trời ơi, cái xe nó đâu rồi? Hai bạn. Ê, trời đưa dây. Ôi, trời ơi. Nhu ơi, tới lớp rồi nè. Nhưng mà bạn Quý vẫn còn đằng sau. Hai bạn chơi quá tào lao. Nghĩ sao lại nỡ bỏ tôi một mình vậy hả? Bây giờ mình nghĩ thế này, chúng ta nên nói cháu Hoài đọc thơ. Đồ vậy đi. À bây giờ suy nghĩ vô học hay sao? Không nhớ cái gì hết. Khoan. Trước khi vô học thầy đã dặn rồi, mình phải đứng xếp thẳng hàng, không được la làng, tư thế sẵn sàng, quần áo nghiêm trang, mùa lạnh sắp sang, tác phong đàng hoàng, nhớ thắt khăn choàng.
chết rồi, tôi để quên khăn ở nhà rồi. Ê, ai có khăn không cho tôi mượn đi. Thôi thôi đừng, tôi có một cái thôi. Quý, cho tôi mượn khăn đi Quý. Khăn của ông nhớ đi, nhanh đi. Nhanh cái gì? Cái khăn. Khăn đâu? Chứ làm gì vậy? Ngứa gãi. Ngứa. Giúp ích được cái gì hết trơn á, nhô cho tôi mượn đi thiệt nhô. Bạn bình tĩnh đi, bây giờ bạn không có khăn đúng không? Ừ. Mình là con trai mình chịu lạnh được. Đây, giữ cái này đi. Này cũng xì dạ. Trời ơi, làm cái gì vậy? Tại sao lại làm như vậy chứ? Hả? Tại sao các bạn lại đối xử với cái khăn của bà ngoại tôi như vậy chứ? Bà Sông, khăn này là sao? Đây là một câu chuyện rất dài và cảm động. Hơn 20 năm về trước, lúc ngoại còn sống, ngoại đã cho tôi cái khăn này. Hết. Câu chuyện này dài chỗ nào? Rồi nó cảm động chỗ nào? Nó cảm động ở chỗ này nè. Sao? Cảm động con sao? Con ơi, hãy nhớ câu này. Không thầy đố mày làm nên. Đó, đó là những lời của ngoại tôi đã dặn dò cho tôi. Thôi vậy là ngoại của bạn. Sao hai bạn xúc động dữ vậy? Tội nghiệp bạn. Sao bạn xúc động vậy? Ngoài bạn chết rồi. Ngoài tôi còn sống. Ủa, làm gì vậy? Ủa, còn sống hả? Ừ. Sao nãy kêu lúc còn sống? Thì còn sống cũng tặng khăn được vậy, đâu phải chết mới tặng đâu. Còn, bây giờ còn sống không? Còn. Ê, nhưng mà tại sao ngoại của bạn lại nói cái câu là không thầy đố mày làm nên vậy? Thì tại vì hồi đó ngoại tôi không có đi học, ngoại tôi muốn là con cháu là phải được đi học, cho nên là muốn nói như vậy phải kiếm thầy học, các bạn hiểu không? À. Đó. À. Rồi, thôi bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cái cách mà đeo cái khăn hoàng của ngoại mình nha. Đây, bạn cứ để khăn lên cổ như vậy. Sau đó là bạn kéo bên này bạn để lên. Đó, rồi buông ra bạn cái. Ủa. Kì vậy? Ôi, cái gì tôi mới thấy cái gì không làm lại coi. Ủa sao thấy thắt gì nọ mà cuối cùng là sao không được vậy? Sao nó không vướng vô ta? Làm lại cái cuối coi. Tôi biết lý do tại sao rồi. Sao? Bà ngoại bạn không có chứng cho bạn. Mình à? Ngoại tôi còn sống mà tôi đâu có chết đâu mà chứng. Chết rồi, xin lỗi ngoại, con không quý con chùa ngoại đâu. Sao kỳ vậy ta? Chị. Để tôi có cách thắt khăn này rất là hay. Đầu tiên mình phải so đều hai cái khăn. Mình đặt cái tay phải mình lên cái khăn bên trái, đặt cái tay trái lên khăn bên phải. Sau đó mình chéo một góc 45 độ so với mặt đất, giật ngược cái tay phải lên trời, dùng một lực thật là mạnh. Rồi sau đó mình lấy dùng da tóc, cùng một da tóc đó mình bắt đầu mình xiết nha. Mình xiết thật mạnh, phụ. Rồi bắt đầu xiết nha. Kéo qua, trời nó có. Đó bên hả? Thắt gì nó mới kỹ. Bạn kéo chi mạnh dữ vậy? Tại bạn đó. Bạn kéo mạnh ly bé xỉu, bạn biết là ly bé xỉu không? Bạn chỉ đắt khăn hoàng vô tình thắt cổ con nhỏ luôn. Nhưng mà bây giờ ly xỉu luôn. Bây giờ làm sao bây giờ bạn? Làm cách thầy dạy đi. Hả? Sao? Hô hấp nhân tạo. Là sao? Hô hấp nhân tạo là mình lấy tay mình ứng lên ngực rồi mình hô hấp nhân tạo. Rồi, đi. Thấy đâu không tính lại à? Đi. Bây giờ. Làm gì không có được. Sao vậy? Thầy còn dạy một câu nữa là nam nữ thọ bất thân. Là sao là không được? Là không được dùng tay đụng vô người phụ nữ. Thôi bây giờ mình có cách này rồi, đợi xíu. Bây giờ nghĩ cách đi chứ, con nhỏ xỉu quá rồi nè. Trời ơi, bây giờ sao bây giờ? Đỡ ly vậy. Làm gì vậy? Đỡ ly vậy. Ây. Bây giờ là bạn nói là không được đụng trực tiếp, thì bây giờ mình sẽ đụng ly gián tiếp qua hai cây chuối này, hiểu không? Là sao? Là thầy đã dạy là bây giờ là muốn là hô hấp một nạn nhân mà cho người ta thở lại thì mình phải dùng một lực ấn vào ngực. Thì bây giờ mình sẽ dùng hai cái chuối này dọng một lực cực mạnh vào trong ngực của Ly. Nha. Có Ly, bây giờ chắc vậy là chắc bạn đó tỉnh dậy đó. Rồi 1, 2, 3 dọng đi. 1, 2, 3. Thôi. Ây da. Vậy? Ủa sao vậy? Trời ơi, được đâu trên này? Không, chắc là tại vì mình chưa khởi động cho nên là mình làm nó bị nhầm, hiểu không? Làm kỹ lại dùm cái đi. Khoan, bây giờ ấy mời bạn khởi động với mình đi để mình làm cho nó chính xác hơn. Khởi động là sao? Giờ giả bộ là ly đúng không? Giả bộ đây. Ly. Ly lỗ. Rồi, bây giờ là mình sẽ dùng một lực cực mạnh, mình cứ giọng vô đây ra.
Rồi 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 rồi. Khởi động mình hê là mình là bạn giọng nha. Rồi. 1 2 3 hê. Thôi. Trời ơi, hai bạn định giả tôi như là giả gạo vậy đó hả? 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 Không có được cái chưa? Ai kêu bạn giả xỉu chi tôi mới giả gạo á. Trời. Tôi giả xỉu là để thử lòng hai bạn thôi. Nhưng mà ai ngờ hai bạn thiệt tình. Một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất như tôi không thể nào mà xỉu được. Không thể nào xỉu được. Cái gì mà ồn ào quá vậy hả? Bây giờ sao? Không thể nào mà nó xỉu luôn rồi. Bây giả xỉu. Hay ha, giỏi, biết dùng bài học của thầy bỏ vào thực tiễn. Nhưng mà thầy nghĩ hai cây chuối này không đủ để cho tụi em tỉnh dậy đâu. Đợi thầy một chút. À, chắc là vô trọng là kêu ra cho tụi mình biết hả? Cái gốc cây này nè nó nặng hơn. Dạ chúc em chào. Chào thầy đâu. Hay quá ha. Học hành không chịu học hành. Thầy ơi thầy đừng giận nữa. Thầy đổ mồ hôi nè. Để rồi, em lao cho. Ôi cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Thì làm cái gì vậy? Lao mồ hôi. Sao lại lao mồ hôi? Thì tao bị mồ hôi nó lao. Đừng lao mồ hôi. Thì sao? Bỏ xuống đi. Bỏ xuống đi. Tại sao mọi người lại đối xử với cái căn của bà ngoại tôi như vậy? Nói sao vậy con? Đụng tới cái khăn của bà ngoại nó xúc động như vậy đó. Xong nói thầy. Con ơi, thôi thầy xin lỗi nha. Thầy chia sẻ với gia đình, bà ngoại con mất rồi, thầy xin lỗi nha con. Bà ngoại con chưa mất. Sao con khóc dữ vậy con? Cái khăn bà ngoại mà nó lấy nó lau mà hôi làm hôi cái khăn bà ngoại. Thôi. Cái khăn của bà ngoại nó làm quá trời quá đất hả? Cái khăn bà ngoại nó lợi hại lắm đó. Gì mà lợi hại? Quyền bí lắm em cho thầy coi nha. Gì? Hai ba. Hey. Con ơi hãy nhớ câu này. Không thầy đố mày làm nên. Trời ơi trời. Để con. Cái gì vậy? Lần nữa đó thầy. Con ơi hãy nhớ câu này. Không thầy đố mày làm nên. Hay dữ vậy? Hay. Con ơi hãy nhớ câu này. Không thầy đố mày làm nên. Ê cho thầy mượn đi con. Dạ. Ừ. Tao nói ba lần rồi mày bị điếc hả? Ê hình như bà ngoại mày mới chửi tao. Ngoại con chửi thầy là nói ba lần rồi thầy đưa lên nữa chi. Vậy giờ thầy phải xin lỗi ngoại hả? Xin lỗi đi. Ê ngoại mày đâu rồi? Ngoại nói nhiều quá mệt ngủ. Ngủ. Mời ngoại về ngủ. Dạ. Giỡn lớp tối ngày. Học hành. Dọn lại cái lớp coi như cái chợ kìa. Sao vậy? Đi vô học. Cái cục đó là cục mút. Hiểu không? Cục này cục mút, không phải cái cây nè. Hiểu không? Học. Thôi nghỉ đi không có học nữa đâu. Đúng rồi. Tới vậy thôi chứ thiệt sự em nói thầy luôn nha. Bữa nay là bữa học cuối cùng á, tụi em không có học nữa đâu. Ủa mắc gì cuối cùng? Tự nhiên đi học lúc nào cũng vậy đó. Đi học lúc nào cũng bắt là lấy tiền đóng cho con heo, nuôi con heo cho nó mập vô đó. Nhà mặc dù là em biết là nhà em giàu nhất trong cái khu nghèo nhất, nhưng mà tóm lại là nhà em vẫn nghèo. Hiểu không? Nhà em nghèo làm sao lấy tiền mà đóng tiền cho con heo được. Đúng rồi thầy, gia đình em cũng khó khăn lắm. Nguyên gia đình em có mình em là lao động đi làm nuôi mấy đứa em mà không có tiền bạc, thầy cứ kêu đóng hoài. Đúng rồi thầy ơi, bây giờ thiệt tôi là học là không giỏi nhưng mà học rất dở. Nhưng mà tôi vô cái lớp này á là tôi cũng cố gắng để cho biết chữ rồi. Thầy đừng kêu đóng tiền hoài như vậy. Ủa đóng cái tiền này là tôi kêu đóng là tôi đóng đi... cho các em mà không phải đóng cho tôi đâu sao vậy? Hả? Đóng... Sao? Nghĩ sao này thấy không? Hai con heo nè, lúc nào cũng bắt đóng tiền hoài rồi nuôi cho nó mập vô. Tiền đâu mà đóng nữa, nó không có học nữa vậy. Nghĩ đi. Nghĩ đi. Thầy ơi. Thầy. Tại sao không có tiền?
có đứa nào đóng đâu có tiền. Để con heo chân chơi thôi mấy anh mấy chị ơi, không đứa nào đóng tiền học hết. Đây là lớp học mà có đóng tiền gì đâu, để chân cho chơi thôi. Học hành cho đàng hoàng đi. Ở đó mà nghỉ học tối ngày, dặn không nghe đâu, chữ nghĩa thì chưa biết, lo linh tinh. Nhưng mà nói gì nói thầy ơi, thiệt sự là tụi em không có đi học nữa đâu. Thay vì bỏ thời gian đi học á, em lấy thời gian đó em đi kiếm tiền, em lao động, em làm giàu cho tương lai của em, chứ mắc gì mà đi học đâu có được cái gì đâu. Dạ, bạn đó nói đúng rồi đó thầy, gia đình em cũng khó khăn lắm. Em mà đi học hoài rồi ai lo cho tụi em của em. Mệt quá anh chị muốn làm gì chị không, làm thầy, đi. Thầy đi con, để đưa làm thợ hồ mấy lâu nay vẫn kiếm sao, sao không nghe em giải thích gì hết thầy. Thấy chưa, thấy cách tôi hay chưa? Tôi nói là tập cho ông giận đi. Thế nào ông cũng giận là ông bỏ, ông không có dạy tụi mình nữa. Thôi, thầy giận rồi bây giờ sao? Yên tâm đi, thầy hiểu mình mà. Yên tâm. Đúng rồi, không có sao. Sao? Bây giờ là mình lo tương lai của tụi mình đi. Tôi liên hệ với ông Tây rồi. Hẹn ông là lên cái lớp này luôn. Cái gì? Lo tương lai, phát triển tương lai tụi mình. Ê, liên hệ người nước ngoài luôn hả? Người nước ngoài nào? Ông mới nói điện ông Tây. Thì điện ông Tây. Thì đó, người nước ngoài. Ủa mắc gì ông Tây ở nước ngoài? Tên người Tây đó, ông Tây đâu đó. Có, ông tên Nguyễn Văn Tây. Ủa tên rồi. Ông tên Nguyễn Văn Tây, ông người Việt chứ không phải người nước ngoài. Điện lẻ lẻ đi. Sao giờ này mà chưa lên nữa, không biết sao nữa. Thử coi. Chưa xuất hiện nữa. Kỳ vậy ta. Alo. Hello. How are you? I'm fighting you and you. Alo. Nó lại. Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Nghĩ gì cũng không hiểu gì hết á. Nói gì chắc cái gì mà nhu nhu hình như kêu đó, nó nói du, nó chắc là nó tiếng Anh để tôi. Nói tiếng Anh hả? Hello, ai vậy? Gọi làm gì vậy? Sao, dịch. Ủa sao nói tiếng Việt mà? Tào lao, ông nói tôi, ông nói cái gì? Ê, cái tiếng Anh mà. Việt, nghe đi. Nói tiếng Anh đàng hoàng mà vẫn qua làm sao mà nghe tiếng Việt được? Dạ, nghe anh ơi. Hello, where are you from? Ông nói tiếng Anh đó. Đâu nghe coi. Hello. Hello, ai vậy? Gọi nói chuyện, cái chuyện qua chuyện lại vậy? Tiếng Anh đúng không? Tiếng Việt, bây giờ mở lo lớn ra đi. Hello. Sawadika. Sawadika, chung buổi mai, chung với Monica. Tiếng Thái, chuyên môn của tôi, để tôi. Sawadika. Vô rồi này mấy ba. Trời ơi. Đứng bên cạnh mà gọi điện thoại làm tốn tiền chi vậy? Khổ ghê. Ôi các thiên thần của anh. Trời chào các em. Rồi dễ thương anh. Trời ơi, vô nãy giờ không có nói sớm, tự nhiên đứng cạp rồi anh. Anh là anh phải thử trình độ tiếng Anh, tiếng nước ngoài của mấy đứa như thế nào. Đứa nào giỏi tiếng nào anh đẩy đi nước đó, hiểu không? Ôi, đi nước ngoài. Bạn tôi nói rồi, ổng là ổng giỏi lắm. Ổng thử chuyên môn tụi mình là được, là phát triển tương lai tụi mình luôn. Anh Tây nè. À, hôm nay qua gặp mấy đứa, anh xin trân trọng giới thiệu mấy đứa. Anh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giới thiệu việc làm Ba Tây. Anh tên Tây nhưng không phải là người Tây. Anh vẫn đang sống ở Tây. Ninh. Tây Ninh á. Cái tưởng Tây gì? À, tưởng Tây kia à. Ôi, không, ơi, không, ông Tây không biết. Trình độ anh cao là tụi em chấp nhận hết, không có sao hết. Dạ. Mời anh vô nhà. Đứa thang mát quá ha. Dạ mời anh vô. Nhà em á. Ôi, nhà giàu chứ vậy. Dạ. Sofa lần hai cái luôn ha. Ủa cái tivi đẹp dữ bay, bự dữ. Không. Anh ơi, cái đó cái bảng đó anh. Ủa cái bảng cái tivi hả? Dạ. Rồi quên đem cái kiến không thấy đường, tưởng cái bảng, tưởng cái tivi không á trời. Ơi cũng được rồi. Hôm nay qua đây gặp mấy đứa là chủ yếu là để là tư vấn trước, mình là phỏng vấn trước hiểu không? Dạ. Rồi coi mấy đứa làm sao để thì việc lại mấy đứa. Dạ. Rồi, cho anh ngồi được không? Dạ, ngồi anh. Anh ngồi giữa chánh điện cũng được, thoải mái. Thôi kỳ quá, anh ngồi đây đi anh. Anh ngồi đây đi rồi. Rồi ngồi đây ha. Đây. Rồi. Giống họp phụ huynh quá. Rồi vô. Bé. Dạ. Em nhiêu tuổi cân? Dạ em 21. 21 tuổi hả? Dạ. Đúng tuổi ha. Tuổi gì anh? Tuổi làm á. À, dạ. Dạ. Bà nói là 21 tuổi trở lên mới làm được, em hiểu không? Ồ. Còn em? Em chạy em chút. Nó tính cái gì vậy? Cấp mấy. Tôi nhớ chờ một chút đếm đã. Thôi mày đếm đến ngày mai luôn. Bây giờ nè, em sinh năm mấy? Năm 90. 90 phải không? 90 là năm nay là 2018 mà trừ 90 nè. Em 28 tuổi. À,
không có nhớ tuổi. Không có nhớ. Không nhớ tuổi gì em nhiêu tuổi? Em không có nhớ tuổi. Em sinh năm nhiêu? Sinh năm 90. 90 năm 2018 trừ 90 đi nè là em 28 tuổi. Nó không có nhớ tuổi mà. Nói đừng hỏi nó nữa, đừng hỏi nữa anh ơi. Chứ không nhớ mà bắt hoài. Nó đừng hỏi nó. Cái tuổi mà nó rối luôn vậy trời. Ê mày. Còn em? Dạ em mới 33 tuổi. 33 tuổi phải không? Là tao nói là 31 bước qua 33 bước lại coi chừng xe đụng nha, xui lắm á. Rồi 33 là nặng nề lắm á nha, phải coi cẩn thận nghe chưa? Coi chừng nãy kia mình đừng hỏi tuổi em luôn. Không phải hỏi chứ phải biết tuổi mới dễ về công việc cho mình làm được đúng không? Còn em gái? Dạ. Nguyện vọng ước vọng của em là muốn làm gì? Dạ, em thích làm cái nghề gì mà nhàn hạ thôi anh. Nghề nhàn hạ dạ. Không? Để anh cho em làm cái nghề mà em ngồi nhịp giò cũng ra tiền nữa. Dạ, hèn gì? Thầy bói nói em là sau này chỉ cần ngồi một chỗ nhịp giò thôi là ra tiền. Thầy quá nghề gì vậy anh? May đồ. Đúng rồi anh ơi. Nhưng mà em may đồ chứ buôn làng cũng được. Vậy đâu cần gì phải đi đâu xa. Cái này là may đồ bên nước ngoài em, nó khác em. Trời ơi em nghĩ sao vậy? Đúng rồi, đúng ngồi rồi. Cứ nhịp nhịp thôi là ra tiền. Đẩy cà ra tiền. Khoan, lên đây nói chuyện đi. Sao vậy? Mình ngồi dưới đây là ảnh khuất mặt lắm. Đúng rồi, thiệt đó. Nãy giờ ngồi muốn quẹo cổ luôn. Lên đây đi. Đó. Mình xả cái phụ huynh mình nói chuyện với nhau. Nói chuyện thoải mái thôi. Rồi tiếp đi. Rồi. Anh hỏi gì nữa? Còn em ước nguyện của em là gì? Thôi hỏi em trước đi, em em trước à? Quên, anh 33 tam tài. Anh ước nguyện anh là gì? Dạ em không giấu gì anh là tất cả những công trình xây dựng ở trên đây là một tay em là đứng làm trộn hồ luôn. À, vậy anh sẽ cho em làm pha chế. Ồ, pha chế là làm pha chế bartender đúng không anh? Đúng rồi, pha chế xây dựng. Ủa, em nghe nói là trong nhà hàng khách sạn mới có pha chế mà. Sao lại xây dựng là gì? Trời ơi, building đó gì, bartender building đó, pha chế xây dựng đó. Là cái gì? Là trộn hồ á. Ủa, là tiếng Anh cho nó cao cấp xíu em hiểu không? Ủa, vậy là nó cũng giống bên đây mà anh. Giống như ngọc thằng bên nước ngoài. Ôi, nước ngoài lại chịu. Là khác em hiểu không? Nước ngoài lại chịu. Châm đi. Chắc vào bên coi. Đây nè, rồi em hai, bình tĩnh. Hai thằng này em nói hai thằng bạn em mà nó vô dụng lắm. À. Em nó không phải khoe anh, em là em giỏi lắm. Nhìn là biết giỏi rồi. Cái gì em cũng biết làm hết. À. Giỏi lắm. Ừ. Giỏi làm lắm. Em giỏi nhất là cái gì nè? Làm biến. À. Em làm biến số 1 luôn á. Em đi làm mà em làm biến ai trả lương cho em? Nhưng mà không sao, anh dạy em là em biết làm hả? Dạy em làm được phải không? Tư duy em tốt lắm. Mặt mày sáng láng nè. Đúng. Dáng dốc cao ráo nè. Hot boy sói cà. Anh cho em một công việc xứng tầm với em luôn. Chấp nhận rồi. Công việc gì anh? Đứng đường. Cầm hôn cứng. Cái công việc gì mà nghe kỳ vậy? Là sao? Đứng đường là ê, đừng hiểu bậy nha. Đứng đường ở đây có nghĩa là anh đứng đường là mình phát tờ rơi em hiểu không? Người ta đi ngang mình phát tờ rơi cho người ta đó. Ủa sao tự nhiên mà cái gì mà đứng phát tờ rơi là sao không hiểu? Ôi không có làm đâu, kỳ lắm. Điên quá em. Đừng có nghĩ là giống bên đây là khác, còn bên nước ngoài làm khác nữa, cái trình độ nó khác em hiểu không? Làm đi nó thiệt. À, vì sao anh kêu mấy đứa làm? Công ty anh à, có 1000 cái bản mà ký là hợp đồng đi nước ngoài. Anh làm 997 bản thôi, còn 3 bản trừ cho mấy đứa đó. Thấy bạn tôi chưa? Người tôi giới thiệu chừa chỗ cho tụi mình phát triển đó. Cho tụi em đi nha anh. Đi. Vì sao? Anh là một người tâm huyết của công việc. Anh luôn muốn với lớp trẻ tụi mình phải đi lên bằng chính thực lực của mình nè. Hay quá. Mình làm tốt cho xã hội, mình làm tốt cho ba mẹ mình. Nở mặt nở mày. Đó đúng không? Anh đi đúng không? Ủa không mặt anh ơi. Sao anh kiên quyết mà sao nhìn nó hung hãn dữ vậy? Em yên tâm đi. Bây giờ nè, ra thương trường với chiến trường vậy. Mình phải mạnh bạo lên, mình không mạnh bạo năng hiếp mình thì sao? Đúng không? Mạnh bạo lên. Làm sao? Đừng làm quá. Vừa vừa thôi. Phải anh kêu quyết chiến. Mình quyết tâm chứ đừng quyết liệt quá vậy em hiểu không? Xong là cái phỏng vấn của mình xong rồi phải không? Dạ. Bây giờ là bắt đầu mình qua cái vụ ký hợp đồng như đó nha. Dạ. Mình phải giấy tờ đàng hoàng hết chứ ha. Đây. Dạ. Giàu sắp đổi đời rồi. Ta nói kỳ này qua bển làm tôi nói là tiền không luôn đó. Đây hợp đồng. Đây. Thấy chuyên nghiệp chưa, hợp đồng mà không bỏ vô cái gì hết đấy không? Ơi, anh làm nhanh gọn em ơi. Anh, cho em ký trước. Ê, chị. Ủa, anh. Ủa, anh làm gì vậy? Sao anh che lại vậy? Anh che anh sợ gió nó bay nó cưng. À, dạ dạ. Không có gió đâu. À, ký lẹ đi. Dạ. Nhanh lên tới tôi. Đây em tự hai nè đó. À. Không. Khoan để em coi coi. Cái này là cái gì ta? Cái đó ký tên em. Không biết chữ hả? À, không em biết chữ mà cái chữ này em không có biết. Không nói sớm làm che đó giờ mỗi lần quá cha. Nhưng mà bây giờ làm sao giờ? Đi luôn đi đi. Trời cơ hội không có đợi mình đâu. Ừ. Dễ động vậy đó. Tới em. Tôi sắp giàu rồi bạn ơi.
sắp đổi đời rồi. Công việc hiếm lắm nha. Cái này không có ghi tiếng Anh hả anh? Không, em muốn ghi tiếng Anh em ký. Không, tôi tưởng ghi tiếng Anh em không biết đọc tiếng Anh. Hay quá. Chúng ta đã có công việc rồi. Chúng ta mọi đứa cho anh xin 1 triệu. Ủa, triệu gì anh? Triệu gì? 1 triệu tiền là hồ sơ nè cưng. Giỡn hoài, bữa anh nói với em là làm hợp đồng gì là anh không cần tiền mình vẫn đổi đời được mà. Đúng, anh làm gì cái tâm của anh thương lớp nhỏ, anh làm gì cái tâm. Đúng rồi. Nhưng mà giấy tờ đâu phải nào lụm được em. Đó này xin ta được đúng không? Anh phải mua chứ. Anh phải lo tiền máy bay cho mấy đứa đi nữa. Phải đặt vé, gọi điện thoại lùm la chứ, nghĩ sao vậy tội nghiệp anh chứ. À, anh nói nhưng mà giờ đây tụi em đâu có tiền đâu đóng. Cái gì? Không có tiền mà ký vô đơn hả? Bây giờ không biết ăn bút xa gà chết. Thôi. Giấy trắng mực đen rõ ràng nè. Anh làm vậy giống như là anh lừa đảo. Anh lừa đảo rồi đuôi đúng không? Lừa đảo. Anh lừa đảo kìa. Em ký bỏ ra kêu ký tên mà kêu lừa đảo làm sao? Bây giờ thôi. Không có tiền không? Tôi đi kiếm mấy người bây giờ. Thôi đừng gì mà ồn ào quá vậy. Không. Anh hay ơi. Điên à. Lừa đảo đúng không? Lừa đảo gì? Vô đây gạt người ta ký ba cái giấy tờ này đúng không? Ký cái gì? Tôi ở ngoài kia tôi nghe mỗi đứa 1 triệu là sao hả? 1 triệu này, 1 triệu tiền, đóng tiền để đi làm chứ lừa gạt cái gì? Anh nói xúc phạm tôi nha. Đây, đi ra đây. Đó, thấy chưa? Thầy nó ghi gì thầy? Nó ghi là tụi con phải đóng cho nó mỗi đứa 1 triệu. Đúng. Ký tên luôn. Không có biết chữ, nói rồi tài lanh tài lẹt. Giờ sao? Bây giờ sao em biết làm sao bây giờ? Làm sao hả thầy? Thầy ơi, đem tiền ra cho tôi chứ làm sao? Tiền đâu mà đem? Trời ơi thầy ơi. Thầy, đừng gì tụi em mà đánh cái con heo vô đầu nó. Đừng thầy. Làm gì ở tù sao? Chứ thầy lấy thầy, chi? Thầy ơi thầy đừng có làm gì. Thầy không bể luôn. Ông đập ót tay quá sao bể. Wow. Ủa sao có tiền vậy thầy? Đi làm 2-3 chỗ rồi thấy tụi con không có tiền thì gom góp lại để cũng cả năm trời nè. Học hành không lo học hành, nói không nghe, giờ đó ký vô đưa tiền ta thiếu nhiều 3 triệu còn 2 triệu lấy không? Ông vẫn mặt hả? Ông nghĩ sao 3 triệu đưa 2 triệu? Giờ lấy không? Ông nghĩ sao vậy? Giờ lấy không? Nể lắm á nha. Lấy tiền xong ra ngoài kia kìa. Sao? Thấy người ta đang đứng nhiều không? Thấy. Có chiếc xe thấy không? Ừ. Lên xe lát người ta đưa lên 1.8 triệu nữa. Ai vậy? Công an. Bị bắt rồi sao? Đúng rồi đó. Trời ơi, anh công an ơi, đừng bắt em anh ơi. Đừng bắt em anh ơi. Ủa mà sao thầy biết là thằng đó nó lừa đảo rồi? Tại thầy bị lừa rồi. Là sao là thầy cũng là tính là thầy cũng có ước mơ đi qua nước ngoài dạy học. Vậy sao thầy còn ở đây? Tại cái hồ sơ tới 1 triệu thầy có 500 không đủ đóng. Hay quá ha. Rồi giờ sao? Nói chung là tụi em, tại tụi em nghe lời tương lai làm giàu này nọ tụi em mới đánh liều. Mong tương lai, phải học hành cho đàng hoàng. Không học mới tính gì đó tính. Đâu có nghĩ đâu. Trời ơi này. Thầy bị chạy kìa. Tay bị chảy máu rồi thầy ơi. Không sao đâu thầy mà. Con ơi hãy nhớ câu này, không thầy đố mày làm nên. Dạ. Tụi con xin lỗi thầy.